Người này phát điên, dám mấy đồ lạnh đấu pháo binh. Đó là về các người anh trong thời chiến 2. Nhìn bộ đồ này, mang trường cung, kiếm, đeo kèn túi lớn, không có gì khác chính là tư thế này. Nhưng người ta đánh nhau không mơ hồ, vừa ra chiến trường liền bắn người chạy trước một gói lạnh thấu tim, sau đó hét lớn lao lên cắt qua mấy cái. Rõ ràng là cận chiến, còn phải luyện tập khi người khác hét lên. Quân canh gác phát ngốc khi không rõ đối phương có bao nhiêu người, và đột nhiên xuất hiện một anh chàng thời trung cổ như vậy, cứ tưởng mình vượt qua rồi đánh phải đầu hàng. Tên điên đã chiếm được một vị trí pháo binh của Đức, nhân tiện bắt hơn 100 người, kể từ đó nổi tiếng. Thất bại trong trận chiến chiếm vùng đất cao của kẻ thù, đồng đội hy sinh, đối mặt với quân Đức bao vây, hắn ngồi thổi kèn túi, không khác gì đại tướng, đến nỗi sau khi bị bắt người Đức từng nghĩ anh ta là họ hàng của Hoàng gia Anh, bởi vì cùng một họ, chính là hắn cầm một thanh kiếm xông vào chúng ta. Nhưng còn họ, kẻ điên, không lâu sau các đã vượt ngục thành công. Khi trở về hắn yêu cầu trở lại chiến trường, người ta nói rằng quân Đức đã đầu hàng. Chiến binh châu Âu kết thúc còn ở Đông Nam Á, sắp kết thúc rồi, không còn chiến tranh nữa. Vì vậy các đã phải sống để chiến thắng trong Thế chiến 2. Này, điều này thực sự điên rồ, ha ha ha.